Sau khi hoàn thành các bước chuẩn bị và khảo sát thực tế, hôm nay, Đà Nẵng đã chính thức áp dụng thí điểm phương án cách ly F1 tại nhà, bước đầu áp dụng tại quận Ngũ Hành Sơn và huyện Hòa Vang. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV tại huyện Hòa Vang. Tại khu cách ly Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Hòa Vang, sáng nay ngành y tế đã đón một trường hợp F1 đã cách ly tại đây 7 ngày để về cách ly tại nhà ở thôn Quang Nam 3, xã Hòa Liên. Trường hợp này được cách ly tập trung ngày 28 tháng 7 và đã xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2. Trước đó là chúng tôi đã đi khảo sát cái địa điểm của người F1 sẽ về ở nhà ở của họ để đảm bảo đủ điều kiện cơ sở vật chất giống như mình quy định hay chưa. Và thật ra thì căn nhà này rất là đảm bảo về cơ sở vật chất. Rồi sau đó là chúng tôi hướng dẫn những cái việc mà thiếu, những vật dụng cần thiết yếu dùng cho F1 mà thiếu thì hướng dẫn cho người nhà họ đi mua thêm. Rồi sau đó thì cũng hướng dẫn cho người nhà cái cách mà chăm sóc F1 để là đảm bảo cái công tác phòng chống dịch. Đo nhiệt độ ngày hai lần, sáng chiều ghi vào bản nhiệt độ theo dõi hàng ngày và sẽ hướng dẫn họ có đau ốm gì họ thì báo cáo lại cho bên phía y tế biết. Nhà trường hợp F1 này có 2 tầng, F1 được cách ly tại tầng 2, còn gia đình sinh hoạt ở tầng 1. Ngoài trường hợp này thì trong đợt này tại huyện Hòa Vang còn có 2 trường hợp F1 khác cách ly tại nhà. Trong khi đó tại quận Ngũ Hành Sơn sẽ có 5 F1 tiến hành cách ly tại nhà. Ngành y tế cũng ứng dụng công nghệ để theo dõi sức khỏe F1 thông qua vòng đeo tay được kết nối với phần mềm. Nó hạn chế và tối đa cái việc tiếp xúc giữa người giám sát và bé bầu. Thứ hai là nó có thể áp dụng ở những cái vùng thậm chí không có wifi vẫn có thể áp dụng được. Và cái thứ ba là tất cả những cái thông tin về sinh hiệu của bệnh nhân đều có thể ghi nhận lên được qua cái phần mềm theo dõi. Cái thứ tư thì nếu mà cái vòng đeo tay đó mà bị bệnh nhân lột ra khỏi người hoặc là bệnh nhân đi ra khỏi cái vùng cách ly thì nó sẽ có những cái thông tin để báo hiệu cho những người giám sát biết để mà nhắc nhở F1. Sử dụng cái vòng đeo tay mà nó có hiệu quả thì chúng ta sẽ triển khai cách ly F1 ngay từ đầu, từ cái giai đoạn đầu chứ không phải là qua cái giai đoạn cách ly tập trung. So với hướng dẫn của Bộ Y tế thì Đà Nẵng chọn thí điểm đối với F1 đã được cách ly tập trung 7 ngày và lấy mẫu xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2 để tăng độ an toàn khi triển khai cách ly tại nhà, cũng như giảm áp lực lớn cho các đơn vị địa phương và lực lượng trực tiếp tham gia. Với diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 như hiện nay thì số lượng F1 sẽ tăng lên trong thời gian tới. Sau khi tiến hành thí điểm tại quận Ngũ Hành Sơn cũng như là huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng sẽ đánh giá cụ thể lại để tiến hành nhân rộng việc cách ly F1 tại nhà trên địa bàn thành phố.